lèo nhèo lết nhớt lù bù ngựng tiếng nghe ẩm tỏi đi gửi quả máy em với anh mình nghe khoái cừ cả. Mừng dữ lắm rồi. Lu bu sao dành nấu dữ vậy? Trời ơi, khéo. Em không có dành chị à. Cái đó là Nguyễn Văn chồng của em á, nó thấy em nấu ăn ngon rồi xong cái bắt đầu nó ra lệnh cho em, nó kêu em làm đó chứ em có dành đâu. Em dễ đâu ha. Ngày qua. Ngày qua em làm ha, 9-10 khách á, em buông ra ha, em ngồi em muốn hả họng em luôn vậy đó. Đúng chỗ miền Tây trai gia đình. Gia đình gần giống gia đình Út Chòi. Tại hồi đó ba ưa nó giống nhà Út Chòi, về nhà Út Chòi 2. Về nhà mình thành nhà Út Chòi 2. Sợ quá. Chết cha. Bởi vì tụi nó quỳnh nó giống cái nếp của bà Duyên. Chị rau ở đâu rồi chị? Không chịu. Kêu Nhân nó đi mua được không? Rau rau ngò gai á. Bắt vô đi mua. Anh Châu đi mua giùm rau ngò gai đi cho. Chạy vô trong chợ Mương Châu nè. Rau ngò gai ở đây có quế rồi phải không? Nè em chồng, em chồng mồng cá nhái. Đưa căng tới rồi nha. Cái gì mồng ớt luôn đi chị. Xả ớt. Xả ớt, xả ớt. Ở nhà có, giờ mua xả cộng đi về bầm. Cũng được nữa. Chị ở đây chị có 2.000 ngò gai, 2.000 xả chồng ơi. Chị dân chồng. Ở nhà chị có từng ớt luôn không? Có luôn. Rồi xả bế được không? Thôi tương ớt được rồi, tương ớt có luôn, ớt khô, ớt tương gì cũng có. Không có tương ớt là được rồi, tại vì á cái mấy cái món chay á mà chị cứ mua một chai tương ớt gì để dành cho nhà đi. Ớt tương ớt kìa chị, niêm cái gì hết chị cũng để miếng tương ớt vô đi ngon lắm. Đủ chân kìa, tương ớt kìa, sốt chua gì chị có đủ chân kìa. Bữa nay lên YouTube luôn trời. Tại vì món chay này là của thợ khéo, thợ làm neo mà cũng biết nấu ăn nữa. Cái này là thợ không biết gì không, nấu cơm rửa chén quét nhà việc gì cũng giỏi. Mới là vợ ngoan. Tôi thêm vô hai câu nữa. Tôi nói thiệt với mấy bà ha, tôi dở cỡ nào ngủ cũng cưng tôi như cục vàng. Trời trời, Quỳnh nó ói kìa, con Quỳnh nó ói. Ói. Nó nghe mẹ mập nó nói nó ói. Ồ ồ kìa. Sắp xong nó khóc lên cho nó bớt nước. Hả này à, bữa đó ông Tứ ông nói cái vụ mà thằng Peter gì đó mà chồng của Thiên Lý cúng đám giỗ đó. Cái tự nhiên ha, tôi ngồi tôi suy nghĩ vậy nè. Bà nội tôi 30 năm, 40 năm về trước cho gia đình Út Chòi ở đậu ở đó đó. Ở mấy chục năm luôn, cái mới có đi chưa khỏi đích ông Táo chừng cái vợ cái nọc của gia đình Út Chòi trở về nữa. Ở đâu hoài chờ bộ nhân viên gì dữ lắm. Dạ đúng rồi chị. Ủa cái đó đâu có ăn được chị. Chị và chị Tiết Tiết á là chị ăn á, nó hôi thấy bà nội luôn á. Cái này là chỉ ăn được cái khúc ở trên thôi hả? Bà hay quýnh đại diện luôn rồi. Rồi cái bà Quỳnh Hoa bà nói bây giờ suy nghĩ đi. Hủ cúng là đúng nhất luôn đó. Ừ. Mà ai vậy đó. Ừ. Chừng nữa ha là thằng Hủ cúng rồi xong rồi tới thằng Vinh đó là nó đúng nhất luôn đó. Ừ. Bây giờ giao cho ông Hiệp chừng nữa hai. Ông Peter cúng. Thằng rễ, thằng bà Út Chiến cũng thằng rễ sao được. Peter bà Hoa cúng. Bà nói vậy sao được. Ông Hủ ở đó ông nói Peter cái nhớ là sao nhạo trời cái nọc cứ lặng hoài hoài cho. Xé xé ra đi chị đừng có xé diễn quá, chị xé như là chị xé còn chùm chùm như vậy nè. Nè ha, gì nè. Cái này thì nó bự quá. Dừa ra nè ha. Cỡ vậy nè. Dừa cục, dừa cục. Ai muốn ăn cho chắc bằng cục á. Bữa đó đầu qua quá nó bữa đó đâu có kêu bả. Bữa đánh vỗ chiếc này đó đâu kêu bả. Làm xong hết rồi, chị tới khách chị tới ngồi chơi thôi con à. Tiếp gì đâu, có gì đâu. Tới năm là khách lại ngồi chơi luôn rồi. Chị Duyên sao cái bếp gà đó nấu nó lâu dữ vậy chị Duyên? Nè qua bên đây là dời qua đây là nấu ùng ùng lên nè. Người ta ăn ngoài cũ. Này là bếp lớn nè. Mà người ta cái bếp nhỏ.
Xào rau găm. Cái gì Hậu? Khăn giấy ở trong tủ. Để chị vô chị lấy. Đâu có xài lấy ra xài. Thank you.
Trang cái vụ sắt chả này sao mày chỉ quy sắt tự ăn cái gì của chồng mày nói đó. Ăn lẩu. Cái cục bánh ngang còn cục nữa đâu Duyên. Dĩa nào đựng mì đâu? Chị Hà chị dầm giùm em dưới đó thì có dĩa không? Dĩa gì? Dĩa này em đựng mì đây. Có dĩa hộp xài dài kìa. Ủa người đựng mì kìa, dĩa hộp xài sao đựng nó? Dĩa. Trời trời, đuổi nó nóng. Duyên ơi, dĩa đựng mì lấy dĩa này luôn hả? Mày đổ đâu để hết trời. Bà Duyên, cái này mà đồ ăn nhóc hết trơn. Dĩa nhỏ hơn. Cái thứ cái thứ gì mà quá nhiều. Ủa sao đổ thừa tôi làm có ba món hả? Duyên có cái ở này có cái món lẩu với cái món ấy của nó rồi nó đổ thừa tôi làm có mà món kho với dĩa đồ ngộ với lại mà dĩa gì bánh hỏi gì nữa nè. Ừ, thì bởi vì mới nói là còn mắm còn gì nữa đó. Quá trời đồ rồi, còn mắm nữa đó hậu. Hôm nay ba còn nhiều mắm nữa. Xài đụng xài luôn. Chồng con nó mua một thùng kìa. Bởi vì thằng gái bá biết đó, mua cho bả nguyên thùng ăn luôn à. Ấy để em gỡ gì ăn cái lột ăn cái nó mới bể hồng hôm. Cái này để nắng nhỏ chè gì ngoài. Chị lên nhỏ quá để lại. Dĩa sắt này đã cho bà ăn. Dĩa này đựng gì cưng? Đó đựng hạt sen trong đó là dĩa nhỏ, dĩa nào cũng được cho lấy dĩa. Cái này bà khỏe à. Chiên đó mình dắt khô chiên mau để nước.
Trời khô dắt vậy là chưa khô hùng nữa. Trời dắt khô với ăn luôn. Mấy người kia ta có cái đồ ép á con. Người ta ép chị gà luôn ha, chị cũng nhanh lắm. Ngao giòn. Có nước nó bắn nó dầu nó tổ đó, nó dứt rồi đổ vào ướt hãy vô đó. Trời ơi, dằn bởi vì khi mà tổ về á, con lấy cái gì đó con đè nó lên, cho nó ép, xíu cho nó ra nước, cho nó ra nước, con chuồn nha, im lắm. Em mới nói là nhờ tao bãi món này ra nè, mày mới ăn được, nó nấm nó đó, để vô cái chiên sơ qua qua lại là nó lấy ra nó chấm nước tương nó ăn. Nó ăn vậy thôi đó, nó không ăn gì chân á. Thì đó, bởi vì em mới nói là ăn vậy đó thì sao đó. Cô biết là chốt là đem ra là nhậu bắt cá. Đó là thơm. 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 Đó là thơm
nha. Mà tôi còn sắc này nữa anh chị người ta. Không, vậy mà cái người đứng không gì đó, chặt hơn cái người bên kia đó. Ngon không anh? Ngon. Yeah.
nhúc xong xin được nhúc nữa chứ đâu phải ăn cái đó không nè, cái này nữa nè, cái mới đó. Rồi bà ăn đâu nhúc không phải gì mà bà đòi một ịnh, phải ăn đủ lậu rau hết trơn vậy nó mới gì đó y gan vậy đó đủ thứ. Nước hộp đâu rồi chị Duyên? Sao bà hỏi tôi? Bà hỏi tôi hồi sáng bà gọt mấy trái? Muối hộp nha, ta không hỏi muối hộp. Cái gì? Muối. Muối hộp hả? Rửa rau hả? Cái muối bọt được không? Được. Muối bọt đi. Mặc gì muối hộp? Nè. Thấy vô nồi sen chút đi chị. Bỏ vô sen hả? Chị, nhà hàng hai đứa đó nó luộc nó bán trời ơi trời. Ăn nó ngon. Nhà bà có cái nắp sao bà thấy này bà đậy trời. Đi cây buông ra cây. Cái nắp á. Cái nắp là cái nồi cơm điện, hiểu chưa? Cái nắp là cái nồi cơm điện. Nè, ta gấp như vậy nè, người ta dở ra. Trời, phật hư gì cũng không dám đem đổ nữa. Má, hát ở đây mẹ nó đi. Chị thương cái thiệt á. Không dám đem đổ. Bớt gì, nước nhiêu được rồi. Cũng không dám đem đổ nữa để dằn. Nước nó quý hết rồi. Mẹ, xào cái này, mẹ nó thì nó ngon được trời. Nó kêu ăn thử rồi, tụi nó có ngon lắm gì mà ăn. Nó thiệt chứ thịt heo ha, so ra không bằng. Quá ngon chị Duyên ơi. Nó mình bắt mình ăn cũng quay gì vậy. Trời ơi, chuyển à, mưa à. Cháu ơi, cháu một mẫu ơi, sao nhức đầu gì năm lấy ra ba ra đo cho con uống nha. Để cho không hay rồi, đứng đó mất rồi. Ông chảy kìa, ông chảy khỏe ta. Ăn lá hết giờ. Bà nói nghe nè, dì năm lấy ba ra đo cho con uống nha. Cái lúc mà nghỉ dịch đó. Nó dọn mẹ con á. Chỉ có nó còn lên cái gì nhất cột tại vì nó còn xuất khẩu được sao nó có 30.000 một ký thôi. Ta mua lần 2 ký vậy ta ăn. Ta chế biến cho từ lúc không. Thứ mùa mẫu mà cao trời. Chị ơi chị chế biến món ăn từ núm ha. Tao nấu bún cá nè, tao nấu bún cua nè ha là ta cũng chay không à nha. Là cũng từ núm bào ngư ha. Cái đậu he xào xả ớt he chiên bột ha. Chiên sù á, chiên bột chiên sù ha. Thì làm ha, nói chung là đủ thứ hết trơn. Bằng ba bả. Cái món này á là cái gì nấm bì gà nấm đậu tô nấu có ớt chuông rồi nó hả có đúng rồi đó đủ vị cay luôn nhưng mà chị nấu bằng ớt sừng á cho nên nó cũng có cay lắm nó vừa là của tôi nó bừng xuống đây cái nó bỏ đây cái gì giật giật dữ à trời xuống mưa quá mưa biết vậy không mưa đâu rồi mưa gớm tiền bảy gửi đi bảy giờ tiền hả phải mưa vậy lại dưới là 6 giờ mấy thì em phải đi lên đó hả hay là bây giờ tập trung thì tập trung miễn em lên kịp giờ là mưa rồi đó tại vì em hẹn cái chỗ kia nó chỉ có chấm 6 giờ là 7 giờ ta giá cho quay vợ tóc kẻ. Ủa
xấu không có kẻ hoài mẹ ủa toàn màu đó giờ đó mẹ kêu nghe đấy à mới lên rồi ông đâu bây giờ đây đưa cái gì chấm với mắm.